Khang Audio Bình Dương xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đăng ký kênh YouTube của mình cũng như chia sẻ kênh cho mình để bà con nhân dân của 63 tỉnh thành được biết đến Khang Audio Bình Dương, được tiếp cận đến những cái sản phẩm audio ngon, bổ, rẻ. Mọi nhu cầu về tư vấn kỹ thuật hay mua sắm âm ly, loa, đài, chất lượng thì cao mà giá thành thì lại thấp. Quý vị vui lòng liên hệ 036 88 88 479, giao hàng toàn quốc. Hình thức giao dịch, quý vị vui lòng đặt cọc cho mình 300.000 đồng, khi đó mình sẽ đóng hàng gửi đi. Đơn vị vận chuyển Viettel Post sẽ giao tận nhà. Công việc còn lại rất đơn giản. Quý vị và các bạn nhận hàng, trả nốt tiền, nhưng nhớ là phải vỗ tay. Thế là cuộc giao dịch của chúng ta thành công mỹ mãn. Còn về phần tiền phí ship, bên mua được quyền thanh toán. Mình rất trân trọng cái quyền này của bên mua. Xin cảm ơn rất nhiều. Merci. Mời quý vị và các bạn ly trà Thái Nguyên cho tình cảm nó đi lên nha. Tối thiểu là phải đi ngang chứ không thể đi xuống được. Clip nào mình cũng thông tin tới quý vị và các bạn để làm gì? Để quý vị và các bạn nắm bắt được cái nội dung chương trình nha. Đấy, cái thông tin không phải nhấc điện thoại lên hỏi thủ tục mua bán ra làm sao, rồi là tiền phí ship như thế nào để đỡ tốn tiền điện thoại của quý vị và các bạn nha. Tiền phí ship thì quý vị ở bất kỳ tỉnh thành nào nó chỉ xem 100.000 đồng nha. Đấy, ví dụ như chiều nay mình gửi cái âm ly về phố biển nha, phố biển Nha Trang hết qua 80.000 nha, 80.000 đấy. Thế nhưng mà mình cứ tính 100.000 nó xem nhau như vậy, nó có thể dao động lên xuống một tí đi nhá. Đấy là thông tin tới quý vị và các bạn như vậy. Kính thưa quý vị và các bạn nhá. Kể từ ngày mà cái công nghệ coi như thế là nghe và nhìn nhá. Nghe và nhìn đó là tivi đúng không? Nghe đó là đài. Đấy, báo nghe và nhìn là tivi. Khi tivi mà nó phổ thông rồi nhá, xong lại đến cái thời đại 4.0 nhá. Điện thoại, smartphone thì quý vị và các bạn không ai là không biết đến nhỉ, biết đến, đã từng xem những cái bộ phim của Trung Quốc đúng không ạ, những bộ phim kiếm hiệp, những bộ phim cổ trang, những bộ phim vân vân và vân vân nhá. Của Trung Quốc thì nó đa thể loại, nó nhiều phim. Thế nhưng ở cái mảng phim kiếm hiệp nhá, quý vị và các bạn không ai là không biết đến nhà văn Kim Dung nhá. Nhà văn Kim Dung thì đã miêu tả lên cái nhân vật, có rất nhiều nhân vật, thế nhưng nhân vật nổi gọi là cộm cán, đấy, nhân vật mà ai cũng biết đến đó là Độc Cô Cầu Bại nhá. Một nhân vật trong giang hồ mà được nhà văn Kim Dung miêu tả xây dựng lên đó là cả cuộc đời kiếm khách này nhá. Cả cuộc đời kiếm khách này chỉ mong nhỉ, chỉ mong bại dưới tay kiếm khách khác đúng không ạ. Nhân vật Độc Cô Cầu Bại. Buổi tối hôm nay Khang Audio Bình Dương giới thiệu tới quý vị và các bạn một chiếc âm ly GHS ở phân khúc 12 sò than lớn thì nó cũng tựa như Độc Cô Cầu Bại nhá. Em nó có thể đi thi thố ở cái đấu trường 12 sò than lớn, tên của sò than là C5200 của A1943, thì em nói chính là Độc Cô Cầu Bại. Kính thưa quý vị và các bạn nha, không tìm được đối thủ nha, không tìm được đối thủ để hạ gục con GHS này nha. Có người nói rằng con GHS 12 sò than lớn này nó mà là số 2 thì chẳng có con nào là số 1 cả nha, không ai là số 1. Nói thế cho nó nhanh. Đây, kính thưa quý vị và các bạn, con GHS MA1220DSB nhá. Đấy, GHS này. Đấy, đây. Đấy. Đấy.
Những cái thông số kỹ thuật này thì nói chung là nó ở tiếng Tây nha. Nó ở tiếng Tây thì mình không biết được, nên là mong quý vị và các bạn thông cảm. Đấy. Hai con chiếc áp này. Đây, master L và master R. Đấy. L và R tức là left và right, trái và phải. Đấy. Mình có thể cho một bên nói và một bên không nói. Đấy. Về bản chất vấn đề nhá thì âm ly khác đây, hai cái con này nó là một, nó là cái con volume master, thế nhưng mà âm ly khác thì nó là volume đôi. Thế còn cái âm ly này là volume đơn. Đấy, thì thế là để nó chia ra hai kênh để có khi là nó tùy vào cái nhu cầu sử dụng của chúng ta. Đấy là cái thứ nhất, cái hai là nó cũng thay đổi mẫu mã đi. Hai con volume này vì âm ly công suất lớn, đấy, thế nên là mình trang bị cho nó là volume bi. Cái volume music ở dưới này cũng vậy, mình cũng trang bị cho nó volume bi nhá. Bi vặn nó cơ, vặn nó có khớp ấy, vặn nó như kiểu nó gì ấy, như kiểu pioneer ấy. Đấy. Nói chung nhá, nôm na ngắn gọn lại là gì, là sư phụ đã cho em nó nhờ, coi như thế là đủ điều kiện để xuất sơn nhá. Đệ Khang đã cho một đệ tử xuất sơn đấy, để làm gì, để coi như là cứu vãn lại cái thị trường audio nhôm nhựa lẫn lộn như bây giờ. Đấy. Mạch echo này nhá, mạch echo của nó thì nó lộn lăn nữa, mình lấy mình đây, mình lấy cho quý vị và các bạn xem. Mạch echo này mình đã thay bằng con M50195 vào đây. Đấy, còn mạch echo zin của nó đây. Đấy, mạch mạch echo zin của nó đây. Đấy. Mạch echogen của con GHS đây, báo cáo với quý vị và các bạn đây. Đấy, GHS này. Đấy, con IC này thì nó dán tem vào đây thế này. Đấy, nó dán tem GHS nhưng mà không biết tên của nó là cái gì. Đấy. Thế nhưng mà đây này, nó có độc dị lệ. Đấy. Cái con chiết áp này nhá, nó lại giống như kiểu gọi là chiết áp vô cực, tức là xoay xoay hai hướng nhá. Ấy, xoay hai hướng, xoay tròn 360 độ, xoay từ ngày này sang ngày khác nó vẫn thế đấy. Đấy, là gọi là con chiết áp vô cực. Đấy đây. Đấy. Thế nhưng mà vì sao ạ? Vì sao mà lại bỏ đây là GHS này? Cái mạch echo này nhá, cái mạch echo này nó đi theo với lại cái mạch mic này. Nó đi theo cái mạch mic này là mạch mic của GHS đấy. Mạch mic 7 volume đấy nhá, 7 1 2 3 4 5 6 7, mình mic 7 volume. Đấy. Thế nhưng mà đây. Đấy. Đây này, không biết là nguyên bản này thế nào mà nó cắt mạch ra rồi nó câu điện trở lằng nhằng vì tôm lắm đấy. Khi mình thay chiếc áp vào mình alo nhá, mình alo mà nó đưa ra cái chất âm phát khiếp. Đấy đây, nó cắt lằng nhằng, đây là mình đã tẩy rửa đi rồi nhưng mà nó cắt lằng nhằng lắm. Đấy, thế nên là nói chung là mình không dùng nữa. Vì làm sao? Vì mình cảm thấy là cái độ an toàn của nó thứ nhất là rất chi là thấp nhá. Vì mạch đã được coi như là các cao nhân tẩy chữa nhiều lần. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó đưa ra cái chất âm mà mình không ưng cái bụng nhá. Thế nên là loại bỏ ra khỏi cuộc chơi. Đấy nhá. Những ba thành phần này nhá, ba đối tượng này đã thoái hóa biến chất nhá. Suy đồi về vấn đề đạo đức. Thế nên là không thể để bọn chúng nằm ở trong cái bộ máy này của chúng ta được, đúng không ạ? Đấy. Những đối tượng mà suy đồi về đạo đức thì phải loại bỏ ngay lập tức nha. Đấy. Về tổng thể mặt đây quay lại. Đấy. Mình thì quý vị và các bạn theo dõi kênh của mình chắc không lạ gì. Bao giờ mình cũng để mộc theo kiểu sơn nữ nha, thôn nữ. Đấy. Chỉ khi bán rồi mình mới đánh bóng em nó lên. Đấy. Chứ còn khi quay tiếp thị tới các đồng chí là phải để mộc, mộc như sơn nữ. Kiên quyết không đánh bóng. Đấy. Đi vào trái tim của âm ly. Đấy, báo cáo các đồng chí, trái tim của âm ly thì con này trái tim to quá nhỉ. Đấy. Nếu mà con này mà gan mà to nữa, nhưng mà chắc tim to thì gan to. Đấy. Nhiều đồng chí cứ nói là thằng ấy nó to gan đấy, gan nó to. Có chí thì làm quan mà có gan thì làm giàu đúng không? Gan nó to thì tất nhiên là phải làm những cái việc to. Nhỉ. Con này tim to thì chắc gan cũng to nhỉ. Đấy, đây. GHS. Đấy, nhờ. Viên nẹp thì thôi. Đầu thước rồi. Mình lấy thước mình đo nhá. Thôi đo khéo quý vị lại ngất nhá.
lại tụt huyết áp, tăng huyết áp thì lại tại khang thì cũng không bỏ, thôi cứ xin phép không đo nhá. Đấy, cái đo này. Mạch nguồn. 4 tụ, 1 2 3 4. Đấy, những cái hàng chất lượng nó cần gì những con tụ to đâu. Đấy. Thế nhưng mà cái dung lượng của nó là dung lượng thật. Đấy, nguyên nguồn GHD. Đấy. Keo này là gì? Keo này mình mới đổ nhá. Đấy, mình mới đổ. Mình mới đổ. Đây, mình mới đổ keo. Đấy. Mình mới đổ keo hết. Mình ngửa cả cái mặt trên này lên, cái mên này lên để xem nó ra làm sao nhá. Ấy men công suất cũng vậy, phải ngửa lên nhá. Ngửa nghiêng các kiểu nhá, có 36 kiểu mình phải sử dụng hết. Không nó phí, đúng không? Đấy. Cái thực ra mà thực hiện theo cái kiểu các cụ nói ấy, chạy trên gai dưới thì nó chuyện gì nhá. Mình phải biến tấu đi chứ. Kết hợp theo với đây. Con này nhá, con này là con ổn áp để nó cấp cho cái quạt này. Thế là cái âm ly này có quạt, thế nhưng mà lại như không có quạt. Vì sao ạ? Vì nó êm nhá. Vì nó êm. Êm mà êm nhá, êm. Mạch công suất. Mạch công suất thì con này bữa nọ mình giới thiệu rồi. Con điện trở nó to như con sâu gióm. Đây. Đấy. Có khi có những đồng chí mà sinh ra và lớn lên ở thành thị nhá, ở chốn đô thành thì có khi không biết con sâu gióm nó như thế nào. Đấy. Thế nhưng mà đây về cái vấn đề cái kích thước của nó nhá. Đấy, kích thước con sâu gióm này nó to như này. Đấy. Đấy. Nếu mà mình chưa biết con sâu gióm nó như thế nào thì mình nhìn con điện trở này thì mình cũng hình dung được con sâu gióm là về cái kích thước nó như thế này nhá. Đấy. Điện trở to như này thì để nói lên điều gì? Nói lên là âm ly công suất của nó lớn thì nó mới dùng những con điện trở này mới chịu được nhiệt. Thế còn dùng những cái con điện trở li ti nhá. Đấy này. Đây này, ví dụ như đây này. Dùng những con điện trở bé như thế này để làm sao mà chịu được, đúng không? Đấy, để giải thích đây này, đấy những con điện trở bé như này mà để đưa vào mạch công suất lớn thì làm sao chịu được. Đấy, mạch đều zin nhá, đều zin nguyên, chưa sửa chữa cái gì cả. Đấy, thế nên mình mới ví von nhá, mình mới ví von ở cái phân khúc 12 con xóa than lớn thì nó là độc cô cầu bại, nó là nhân vật độc cô cầu bại nhá. Đấy, không có đối thủ. Đây. Đấy. Đấy, keo đổ nhá. Đấy. Keo đổ. Dây dợ thì đây, đã dùng cái lạt này buộc chặt nhá. Đấy, lạt mềm nhưng mà buộc rất chặt. Đấy, cẩn thận này. Đấy, không phải suy nghĩ gì. Đấy, đây, bo Echo M50195 bo xanh này. Đấy. Xác định bây giờ nhá, xác định bây giờ là gì? Giờ là cứ hát thôi, đúng không? Cứ hát thôi, không phải suy nghĩ. Chưa cần dội diều nhá, vẫn có thể cắm mic vào hát. Còn vì cái bo này này, cái bo này là cái bo đa tơn. Đấy, bo đa tơn đây này, đa tơn. Đấy, hai cái bo mic này nhá, hai cái bo mic này là mình thay của hãng đa tơn, mình lấy của hãng đa tơn vào chứ không thay vào cái loại vớ vẩn. Đấy, Echo thì 50195 rồi, thế nên karaoke miễn bản nhá. Đấy, chỉ có cái điều cái mạch mic của cái đa tơn này thì nó chỉ có 6 volume, thế mà cái âm ly này nó lại bố trí 7 volume, thế nên hai con chiết áp này, hai con volume này là hai con volume treo nhá, hai con volume treo chỉnh không có tác dụng. Đấy, là nói luôn cho các đồng chí biết nhá. Đây, đấy, nói luôn cho các đồng chí biết chứ không là không nói thì nó mất hay, mất hay. Đấy nhá. Đấy, hai là hai volume ngoài cùng là hai volume treo chỉnh không có tác dụng. Clip sau thì mình cũng test nhạc cũng như hát karaoke để cho quý vị và các bạn thấy độ lợi hại của nó. Đây, cầu loa này thì thôi rồi, cầu này thì như kiểu cầu ở trạm biến thế điện, đừng có nói chuyện hỏng nha. Đấy, ốc như kiểu cái ốc ở cái bình ắc quy ô tô này, đừng có nói chuyện hỏng cái này. Đấy, quạt đây. Một cái điều nữa là báo cáo với lại quý vị và các bạn, mình đã thiết kế nha, mình đã thiết kế cho nó cái cầu chữ U. Về bản chất của cái âm ly này là không có cầu chữ U. Jack này và line, đường ra đẩy đường ra súp đấy nhá. Thì mình bỏ cái đường ra súp này đi, vì con súp con trầm điện ấy là nó ăn thẳng vào đây được nhá, nó có cái lối ăn thẳng vào cái đường này được. Thế nên mình bỏ cái đường này đi để làm gì? Để mình khắc phục cho nó cái cầu chữ U. Đấy, để quý vị và các bạn yêu mến về cái độ lợi hại, độ khỏe của em nó, tức là về phần mạch công suất.
mà lại không thích cái mạch tiền khuếch đại là mạch bát chéc của nó ở đằng trước chẳng hạn, thì mình có thể cô lập nó ra, tức là rút cái cầu chữ U này ra, mình chỉ sử dụng cái phần công suất của con âm ly này thôi. Đấy, để mình biến nó, lúc giờ biến nó thành một con đẩy. Đấy, chứ trước đây là nó không có cầu chữ U. Đấy, thế nên là tiện đắm đò thì rửa chôn, đây là mình trang bị cho nó cái cầu chữ U. Đấy, còn đây là thông số kỹ thuật của nhà máy này. Đấy, cái này là nơi sản xuất Vĩnh Viễn, phường 7, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Đấy, ui giời ơi, thế cái âm ly này đáng nghĩa là GHS Audio chứ không phải là âm ly Vĩnh Viễn. Đấy, công suất nó để này 700W. Ui, từ từ. Đấy, 700W nhá. Đấy, tổng 700W này. Đấy, xem trở kháng cho nó, trở kháng nó có nói không. Đây này, một cầu loa này. Đấy, đây một cầu nữa này. Đấy, cái này thì nó yêu cầu là ta nối mát nhé, nối mát vỏ đây này. Đấy, nối đất nha, tức là làm cái dây bắt vào đây xong là nối đất để tránh cái trường hợp mà nó dò điện nó giật. Đấy, ở đây âm ly này nó không nói trở kháng là bao nhiêu ôm nhá. Thế nhưng theo mình thì âm ly Việt của ta ấy, thì cứ trở kháng từ 4 đến 8 ôm nha. Tức là đấu thấp nhất là 4 ôm nha, loa cao nhất là 8 ôm. Đấy, thì thông tin đấy các đồng chí là như vậy nha. Đây, công suất lại một lần nữa này. Đấy, công suất đây nha. Cái điện thoại nó cứ zoom mà nhỉ. Có ai làm gì đâu, người ta bảo là nó sợ quá, nó zoom vào đây, mình chẳng làm gì nó cả mà nó hình nó cứ zoom vào. Nạ thật đấy. Đấy, cầu chì này, phu chè này. Đấy, nha. Cầu chì này kiểu cầu chì của Liwa. Nha. Đây này. Đấy, nha. Thôi, tổng thể đã giới thiệu rất chi tiết rồi nha. Thế còn âm ly này thì nó và nét, tức là trọng lượng. Trọng lượng thì mình đoán không nhầm thì nó cũng phải tầm 16 cân. Nha, 15, 16 cân cái tầm đó. Bề cong lưng, nha. Đấy. Thôi thế xin phép dừng clip ở đây nha. Giới thiệu cũng tương đối kỹ rồi. Cảm ơn các đồng chí đã xem video của mình. Chào thân ái. Merci.